mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đang đi dọc theo bờ biển hồ Galilee thì thấy hai anh em kia là ông Simon cũng gọi là Phêrô và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển. Vì các ông làm nghề đánh cá, người bảo các ông: "Các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay ngày 30 tháng 11, giáo hội cử hành lễ kính thánh Andrê Tông Đồ. Trước hết xin kính chúc bổn mạng quý ông, quý anh mang thánh bổn mạng Andrê Tông Đồ. Và giờ đây chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa hôm nay. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Đây là hai cặp anh em. Cặp thứ nhất là Phêrô và có anh là Andrê mà chúng ta mừng hôm nay. Cặp thứ hai là Gia-cô-bê, anh của Gioan, con của Giê-bê-đê. Cả bốn môn đệ này làm nghề chài lưới bắt cá. Có một chi tiết sau hai lần kêu gọi mà Thánh Matthew viết lại như một điệp khúc. Lập tức các ông bỏ thuyền chài mà theo người. Lần sau thì có bỏ cha nữa. Mời quý ông bà, anh chị em chúng ta cùng nhau suy niệm ba từ trong cái điệp khúc này. Lập tức, bỏ thuyền, theo người. Chữ lập tức ở đây tác giả muốn nói gì? Nghe Chúa các ông lập tức, nghĩa là tác giả muốn nói cái thái độ quyết đoán nhanh chóng của những người nghe tiếng Chúa mời gọi. Bỏ thuyền, bỏ cha, đấy là cũng thái độ dứt khoát của người đi theo Chúa khi đã nghe được tiếng Ngài và hành động cách dứt khoát là từ bỏ. Nói bỏ thì dễ, nhưng thực hiện động từ từ bỏ này không dễ đâu thưa quý ông bà, anh chị em. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có cái kinh nghiệm về cái từ bỏ tính hư tật xấu, nhưng cũng trầy da tróc vẫy. Đến nỗi Thánh Phaolô phải thốt lên điều này: "Tôi biết điều này xấu, tôi không muốn làm, nhưng tôi cứ làm." Nghĩa là Ngài không từ bỏ được tính hư tật xấu của mình. Cũng vậy, ai trong chúng ta cũng biết uống rượu là hại gan, hút thuốc là hại phổi, mà còn tốn tiền nữa. Nhưng bỏ thì rất khó, ngoại trừ khi có giấy bác sĩ phải kiêng vì ung thư giai đoạn cuối chẳng hạn vậy. Nhưng vấn đề chúng ta muốn nói ở đây là từ bỏ là một điều không dễ chút nào. Đấy là ta mới nói đến từ bỏ cái xấu, chưa nói đến những cái tình cảm quyến rũ. Thánh Matthew viết cho các môn đệ là từ bỏ thuyền chài và cha mình. Thuyền chài là cái gì? Đấy là biểu trưng cho cái kế sinh nhai của các ngài. Cha mẹ là gì? Là biểu trưng cho mối tương giao tình nghĩa. Thì các tông đồ cũng đã từ bỏ để theo Chúa Giêsu. Ta nên nhớ rằng Thánh sự Matthew trước đây là tác giả tin mừng, cũng đã là người thâu thuế, bị người đương thời coi ngài là một người tội lỗi, đồng với địa điểm thu thuế. Khi đấy Matthew đang ngồi ở trạm thu thuế, Đức Giêsu đi ngang qua và bảo rằng: "Anh hãy theo tôi." Và ngài đã đứng dậy mà theo người. Chúng ta biết thời nào cũng vậy, thu thuế là một nghề hái ra tiền. Ấy vậy mà khi nghe tiếng Chúa, ngài đã từ bỏ và đi theo. Từ bỏ điều này thì phải có một cái điều gì để theo. Đó là nguyên tắc vậy. Nếu từ bỏ điều này mà chúng ta không có cái chỗ khác để theo thì nó trở nên vô nghĩa. Các môn đệ đầu tiên đã nghe tiếng Chúa kêu gọi và đã từ bỏ mọi sự để
làm cái gì đó, kể cả những điều thân thương nhất cũng bỏ, là vì đã có cái đích để mà đi. Cho nên muốn từ bỏ thì nhất thiết trước hết chúng ta phải nghe tiếng Chúa. Đấy là điều kiện đầu tiên. Tiếng Chúa trong tâm khảm của mọi người chúng ta, qua người linh hướng của mình, qua vị bề trên, qua những người có trách nhiệm với chúng ta, và nhất là có thể qua những biến cố trong cuộc sống của mình. Ví dụ như Thánh Alphonso lập dòng chữ cứu thế, sau khi Ngài đã thua kiện, Ngài buồn phiền, đấy là biến cố mà Ngài buồn nhất, Ngài đã đến Đức Bà chuộc kẻ làm tôi để dâng cái kiếm hiệp sĩ của Ngài, và trên đường về Ngài đã nghe tiếng trong trí của Ngài rằng: Alphonso, hãy bỏ pháp đình và hãy theo ta. Và khi được nghe tiếng ấy là tiếng của Chúa rồi, bất chấp sự ngăn cản của người cha, Thánh Alphonso đã đi tu và lập dòng Chúa Cứu Thế cho đến ngày hôm nay. Chúng ta suy ngẫm một vài cái hình ảnh trong giáo hội như thế để xem làm thế nào các ngài có thể từ bỏ mọi sự mà làm theo ý Chúa. Tự chung là một khi đã nghe được tiếng Chúa thì không thể nào cưỡng lại được. Nhưng chúng ta thường hỏi làm thế nào để có thể nghe được tiếng Chúa, lời mời gọi của Chúa, hay là ý kiến bốc đồng của mỗi người chúng ta trong lúc đấy, hay ai xúi mà thôi. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Kinh nghiệm của các nhà linh hướng nói với chúng ta điều này, để biết được sự chọn lựa của chúng ta, hay là căn cứ trên cái điều những người khác, thì chúng ta căn cứ trên cái độ bình an và sự hạnh phúc của mỗi người chúng ta, để nhờ đó lòng trí chúng ta sáng ra. Và trong cái sự chọn lựa đó là chọn lựa của ý chí và lý trí. Vì chắc chắn một điều chúng ta biết rằng Chúa muốn cho chúng ta được bình an và hạnh phúc. Cho nên chỗ nào bình an và hạnh phúc thì đó là chọn lựa đúng của mọi chúng ta. Cũng nên nhắc lại việc Chúa Giêsu nói với các tông đồ ngày xưa, và cũng nói với mỗi người chúng ta, những người theo Chúa hôm nay, rằng bình an của ta ban cho anh em không theo kiểu của thế gian. Không theo kiểu của thế gian. Chúng ta phải tìm hiểu sự bình an trong cái sự khó khăn đau khổ, nhưng vẫn là bình an. Nguyện xin Thánh Andre Tông Đồ cầu bầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa trong cuộc sống, để có thể như Samuel mà nói với Chúa rằng: lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Và như mẹ Maria để thưa với Chúa: này con là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thành sự cho con như lời Ngài nói. Amen.